Tại triển lãm Mobility 2023 ở Munich, Đức, nhiều hãng xe Trung Quốc đã mang các con át chủ bài của mình đến giới thiệu với khách tham quan. Trong đó, xe điện chiếm đa số và một nhân tố nổi bật nhất đó chính là mẫu xe hatchback chạy điện Avant 12 do ba liên doanh là Changan, CATL và Huawei sản xuất. Hiện tại, Changan nắm giữ hơn 40% cổ phần trong khi CATL sở hữu hơn 17%. Phần còn lại thuộc về các quỹ đầu tư khác nhau. Đối với Huawei, họ không phải là cổ đông của liên doanh này, tuy nhiên, lại đóng vai trò là nhà cung cấp chính, cung cấp động cơ điện Avant, bộ não của xe cũng như các bộ phận khác. Hãy bắt đầu với sự xuất hiện của Avant 12 qua thiết kế ngoại thất. Chiếc xe hatchback chạy điện tuân theo ngôn ngữ thiết kế của thương hiệu đã được giới thiệu với mẫu SUV Avant 11. Trở lại với Avant 12, xe có đèn chiếu sáng 2 tầng và đèn pha tích hợp vào cản trước, trông rất thể thao. Màn hình halo hình mặt trăng được cấu tạo từ 10.500 đèn LED, chức năng tương tác phong phú mang lại khả năng nhận diện cao. Mặt trước đơn giản không có lưới tản nhiệt, chỉ được trang trí bằng đèn pha LED cong hình chữ E hai bên, mang đầy cảm giác tương lai và cũng là thiết kế đặc trưng của gia đình Avant. Phần đầu xe sẽ được trang bị một số lượng lớn cảm biến như LiDAR bán dẫn, radar sóng mm, radar siêu âm và camera. Nói về tỷ lệ chung của chiếc xe này thì chắc chắn sẽ gợi nhớ đến Porsche Panamera. Tuy nhiên, một số người trên mạng xã hội Trung Quốc cũng so sánh nó với Bugatti 16C Galibier. Avant 12 có cột A nghiêng, đường mái dốc và đường đai tương đối thấp. Ở kích thước của chiếc hatchback chạy điện, Avant 12 có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 5.020mm, 1.999mm, 1.460mm với chiều dài cơ sở 3.020mm. Để so sánh, nó ngắn hơn 29mm, rộng hơn 62mm và thấp hơn 37mm so với Porsche Panamera, nhưng chiều dài cơ sở lại dài hơn 70mm. Chúng ta chắc chắn nên nhấn mạnh rằng Avant 12 không có cửa sổ phía sau. Thay vào đó, nó có một mái che toàn cảnh lớn. Nhưng tất nhiên, khả năng hiển thị của nó bị hạn chế. Vì vậy, bạn sẽ cần phải nhìn vào camera chiếu hậu hầu hết thời gian. Nói về camera, chiếc hatchback F này có camera kỹ thuật số quan sát bên hông thay vì gương truyền thống. Đây là loại gương chiếu hậu ngoại thất streaming media độ phân giải cao, không chỉ có chức năng chống chói và sưởi ấm, mà còn có thể nâng cao khả năng nhìn ban đêm và áp dụng công nghệ chống chói HDR. Thiết kế phía sau của xe rất độc đáo, với các đường cửa sổ hội tụ nhanh về phía sau tạo thành cửa sổ sau hình chữ V sắc nét, kết hợp những nét đặc trưng của mẫu shooting brake, tạo nên sự năng động nhưng không kém phần uy nghiêm. Đèn hậu không thiết kế xuyên suốt, các đường thẳng gọn gàng, ngắn gọn rất dễ nhận biết, phía trên có cánh lướt gió nâng chủ động, kết hợp với camera lùi và thiết kế cửa sổ sau đóng kín. Bên trong, Avant 12 áp dụng ý tưởng thiết kế tối giản của Gentertech, giúp giảm số lượng nút vật lý và chỉ giữ lại những nút cần thiết có tính thực dụng cao. Bảng điều khiển trung tâm của xe có một màn hình cảm ứng nổi khổng lồ với một hàng nút vật lý bên dưới. Nói về bảng điều khiển trung tâm, nó nằm tương đối thấp. Phía trên bảng điều khiển, chúng ta có thể thấy một màn hình khổng lồ kích thước 15.6 inch hoạt động giống như một bảng điều khiển. Màn hình này được bao quanh bởi hai màn hình nữa chiếu hình ảnh từ các camera nhìn từ bên cạnh. Đường hầm trung tâm của Avant 12 có hai miếng sạc không dây, một cặp giá để cốc và một lỗ thông gió duy nhất. Về phần cần số nằm ngay sau vô lăng thể thao hình bầu dục. Tiếp đến, các tấm nội thất cửa được thiết kế mới, các nút nâng cửa sổ và công tắc cửa điện được tích hợp khéo léo vào viền. Thiết kế hatchback cải tiến không có cửa sổ phía sau được kết hợp với chất liệu da Napa và bảng điều khiển trung tâm bằng gỗ thật, mang đến cho chiếc xe cảm giác tương lai. Đồng thời có kính chắn gió phía trước cảm biến ánh sáng thông minh đầu tiên trên thế giới có chức năng cảm biến ánh sáng thích ứng. Ngoài ra, toàn cảnh cảm biến ánh sáng thông minh không chỉ có thể nhận ra sự thay đổi màu sắc cảm biến ánh sáng, mà còn mang lại trải nghiệm ánh sáng và tầm nhìn tốt hơn. Xe còn có 27 loa, hệ thống đèn viền nội thất thông minh 64 màu, và 3 giải pháp tạo hương thơm cá nhân hóa. Về hệ truyền động, Avant 12 có 2 lựa chọn. Đầu tiên là dẫn động cầu sau sẽ cho ra công suất tối đa 313 mã lực, và thứ hai là dẫn động 4 bánh với công suất tối đa khoảng 578 mã lực. Xe cũng được trang bị bộ pin lithium 3 thế hệ Ninja. Theo tiết lộ chính thức, Avant 12 dự kiến cũng sẽ được trang bị hệ thống treo khí nén thông minh,